Xin chào tất cả mọi người, hiện tại Trọng Thơ đang có mặt tại khu tái định cư của BKMX Trân Thành giai đoạn 2. Và khu này thì theo ký hiệu của từng lốc thì được gọi là khu AB ạ. Và ngay cái vị trí Trọng Thơ đang đứng đây thì cách chợ Minh Thành, trước mặt chúng ta là chợ Minh Thành nhé. Thì đây là trục đường Minh Thành An Long, rẽ trái chúng ta sẽ về An Long, Phú Giáo, Bình Dương. Và trục đường Trọng Thơ đang đứng là trục đường lòng đường 8m ạ. Gọi là vỉa hè mỗi bên 4m thì người ta thường gọi là đường 16m. Thì ngay đây thì Trọng Thơ còn hai lô liền kề nha cả nhà, nằm bên phải này ạ. Đó. Thì cách cái vị trí Trọng Thơ đang đứng là 30m và cách chợ Minh Thành vào là 120m nha. Và từ chợ Minh Thành chúng ta di chuyển vào chỗ vị trí Trọng Thơ đang đứng đây là 180m. Thì ngay đây thì giá hiện tại là 10 triệu trên mét vuông nha cả nhà. 10 triệu trên mét vuông, thổ cư 100% và diện tích mỗi nền là 5x30. Thì xung quanh nhà cả nhà nó thấy chợ Minh Thành này, quốc lộ 14 theo hướng tay Trọng Thơ đang chỉ đây. Trước mắt chúng ta là quốc lộ 14 và trục đường này chạy thẳng ra đây chính là cổng chính của khu công nghiệp BKMX 311 ha, hiện tại đã phủ kín lên tới 70%. Và ngay đây như cả nhà thấy thì dân cư rất là đông đúc rồi ạ. Mặt tiền quốc lộ 14 thì giá hiện tại là 1 tỷ 2 cho đến 1 tỷ 4 trên 1 mét ngang. Và chỉ cần chúng ta di chuyển vào vị trí Trọng Thơ 100m thôi là chúng ta đã sở hữu cho mình một vị trí tương đương mà giá hiện tại chỉ 10 triệu trên 1 mét vuông nha. Và ủy ban nhân dân mới của Minh Thành đang được xây dựng kế căn nhà máy Thái này nhé. Kế nhà máy Thái này sẽ là ủy ban nhân dân phường Minh Thành đang xây dựng mới. Và kế bên là nhà ngói đỏ, đây là nhà văn hóa ấp 3 của Minh Thành. Và kế nhà văn hóa là công viên. Và ngay đây là cục 3 trường mầm non cấp 1, cấp 2 và sân vận động Minh Thành. Thì quanh khu vực của chúng ta thì chúng ta là nằm ngay lõi của một trung tâm thị xã nha cả nhà, trung tâm của phường Minh Thành. Và phường Minh Thành cũng là một trong 5 phường được lên sắp nhập vào thị xã Trân Thành vào ngày 1 tháng 10 sắp tới. Thì đây là một vị trí đẹp nằm ngay lõi trung tâm và đất ở đô thị 100% thổ cư. Giá hiện tại chỉ 10 triệu trên mét vuông. Tỷ lệ chúng ta có thể tăng lên 12 triệu, 15 triệu trên một mét vuông khoảng 6 đến 1 năm sau. Thì đây là cơ hội để chúng ta đầu tư tốt và sinh lời nhanh, tăng lãi vốn chúng ta trong thời gian sắp tới, chúng ta kinh doanh cho thuê được ngay. Thì hãy liên hệ ngay cho Trọng Thơ để theo dõi những video tiếp theo và cập nhật giá tại BKMX Trân Thành, Bình Phước. Trọng Thơ xin chào và chúc quý hàng đầu tư thành công nhé.